Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ là Minh Toàn đang đứng tại cầu tàu của bến đảo của bán đảo quốc tế Tuần Châu của thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh. Và năm nay là Minh Toàn đi quay vlog ở trong cái bán đảo quốc tế Tuần Châu này. Hiện giờ là Minh Toàn đang đứng tại cầu tàu. Thì bây giờ Minh Toàn xin mời quý bà con cô bác hãy cùng với Minh Toàn chúng ta hãy xem ở bán đảo quốc tế Tuần Châu này tại sao lại thu hút được nhiều khách du lịch trong nước cũng như là quốc tế đến thế nhé. 500 điểm. Ok. Không sao, Minh Toàn đã để thích. Ok, cảm ơn anh Sơn. Vâng. Nhạc sung quá khiến đội 1 An Giang. Đội 4 An Giang trừ 200 điểm. Yeah. Đội 4 An Giang vì trận bóng từng đến là trận bóng của tình con. Đó là trừ 200 điểm. Và chúc mừng đội 4 về nhất. Không tình con không có trận, tình con lấy bóng xanh mà. Chị chạy chậm, chị không lấy được bóng chị kêu gì. Cuộc sống đâu có công bằng không? Đó rồi, xin chúc mừng Tin bố với lại 500 điểm xin mời, chúc mừng. Tin con được 500 điểm và tin mẹ được 400 điểm. Rồi, hãy nhớ rằng người phụ nữ nhỏ quá. Và rồi xin mời, chúng ta sẽ đến trọng điểm thứ tư trong buổi sáng này. Trọng điểm mang tên bảo vệ thương hiệu. Được ạ. Và xin mời mỗi một tin cử lên bên trên đây đứng xung quanh trái bóng của ban tổ chức, tức là 7 người. Mỗi team 7 người đứng xung quanh trái bóng, 7 người ơi. Và những thành viên chưa chơi trò chơi này xin mời đứng ở đằng sau. 7 người thôi ạ, em chỉ cần 7 người thôi. Và xin mời 7 người này đứng quay lưng úp để lưng chạm vào bóng và mặt quay ra ngoài. Đội trưởng chưa chơi trò chơi này nhá, đội trưởng chỉ chơi trò chơi cuối cùng thôi. Không, quay lưng ra, quay lưng vào trong. Và nhiệm vụ tất cả chúng ta cùng nhau nắm chặt tay nhau nào. 7 thành viên nắm tay nhau vào. Nhiệm vụ như sau, khi MC đến từ 3-1, tất cả chúng ta cùng nhau chung một tấm, xích kéo tay em lại để lưng cho bóng lên. Đó là. Và nhiệm vụ như sau, anh chúng ta cùng nhau di chuyển từ nào, chưa không ai ra. Tim mẹ hạ xuống, tim con hạ xuống, tim bố hạ xuống. Đang phổ biến luật chơi. Sau khi di chuyển sang bên kia, đó là 7 thành viên ở lại, đội trưởng lăn bóng vào đây cho những thành viên cuối cùng còn lại, chỉ có 2 đợt thôi. Tất cả những còn lại của một team sẽ di chuyển theo như vậy. Và đội nào về đích đầu tiên, đội đó sẽ được 4.000 điểm, 7 là 3.750 điểm và 3.500 điểm cho đội 3. Và 3 đội vừa được chơi chưa? Và chạm thêm thứ tư trong buổi chiều nay, chạm lên bảo vệ thương hiệu 3-1 bắt đầu. Cứ chạy mạnh vào, chạy nhanh vào. Thành viên ở lại, đội trưởng đang bóng sang. Ok, lên, chạm vào. Sau vạch, đội con An Giang, quay lại. Đội bố quay lại đấy. Rồi mẹ quay lại, tất cả quay lại, đứng đằng sau vạch cả phấn. Sau vạch cả phấn. Đúng rồi, bố làm tốt lắm. Rồi bị thân thì bố làm rồi. Cầm vào tay nhau, tạo thành một vòng tròn. Đúng rồi, đội con cố lên. Giờ bóng quay lại làm lại, chưa được. Đội con phải quay lại. Nắm chặt lắm là quay lại. Làm bao đường rồi. Khó khăn như vậy chúng ta mới cần phải cố gắng. Mình thấy càng vội càng hỏng. Xin mời đứng sắp. Chạm bên xuống từ đầu. Cầm vào tay nhau á. Lên đỏ lên, đừng đứng lên á. Đứng lại. Bắt đầu di chuyển. Từ từ thôi, không phải vội. Càng vội càng hỏng. Ok, rồi, tuyệt vời, giữ bóng lại, thì mình Ok, cảm ơn DJ. Chúng ta đã tìm ra những nhà thắng cuộc trong trò chơi này. Chúng ta còn một trạm game cuối cùng thôi. Trạm game này là trạm game xin phép được cộng cho mỗi team 4.000 điểm. Và trạm game này là trạm game cuối cùng anh chị nhé. Trạm game này sẽ quyết định sự thành bại vào về đích của một team. Và team này chạm này là trạm game đội trưởng sẽ là người chơi. Đội trưởng sẽ là người chơi và chỉ một team đội trưởng chơi thôi. Nhiệm vụ như sau, xin mời mỗi một team cử ra 10 thành viên khỏe nhất chạm bóng lên. 10 thành viên khỏe nhất nhé. Đặt tay vào bóng, đặt tay vào bóng. Mình đứng đặt tay vào đây à. 10 thành viên chỉ cần 10 viên. Còn những thành viên còn lại xin mời ngồi làm cái đá các bạn. Đây cần 10 người thôi. Đấy được tôi kia sau. Đây thì được tôi đặt vào đây. Trong vòng 15 giây, 10 thành viên này sẽ phải đưa đội trưởng mình lên trên bóng. Không, đội trưởng và đội trưởng xin lỗi. Và ai bỏ bắt đầu, xin mời đây ạ. Chào lên ạ, đẩy đội trưởng lên. Đúng rồi. Ok, xin mời đội trưởng 3-3 chồng đứng dậy ạ. Đứng cho bóng ạ. Chồng cầu với team mình dơ cao với tôi này. Chồng cầu với team mình dơ cao nhất là cờ đâu rồi. Cờ với con đâu rồi. Cờ đời mẹ đâu. Cờ đời mẹ đâu, bây giờ mới là đứa quan trọng này. Xin mời đứng lên và dơ cờ cao nhất ạ. Cho lên con tôi. Xin mời con tôi lại người được chứ ạ. Ôi mặt người ở đây, tôi chở người con này. Đúng rồi. Đấy rồi, dây ra đây. Rồi chúc mừng đội bố đây trong điểm đầu tiên. Đội mẹ nó trong điểm và đội con. Thành viên của đội mẹ sang du thành viên đội bố trừ 200 điểm. Thế như là vậy. Đội mẹ bị trừ 200 điểm ghi là các bạn là chính nhỉ. Cố lên, đội trưởng đội con, cố lên. Ok, ngay thời điểm cho đội con rất đạt đó lên. Ok, rất đạt lên ạ. Bình tĩnh thôi, sao dưới đó lên. Rồi bây giờ xin mời đưa cò thành viên mình cất đi ạ. Chạm đi dây từ nhạc. Nhiệm vụ như sau, chạm lên người ta biết cùng, chạm lên bảo vệ. Bảo vệ tinh vào. Người thành viên này sẽ nâng trái bóng này về bình thường. Đội trưởng sẽ ở bên trên bóng. Làm sao làm không được rất là đội trưởng rơi xuống. Đội trưởng rơi xuống một lần trừ 200 điểm. Và sẽ được quay vào xuất phát này để lăn lại một lần như vậy. Và nhớ đây, 3 đội chuẩn bị ngay ký này. Một lần lăn sang kia, được 2.000 điểm, lăn đội lên một lần nữa, được 2.000 điểm. Tức là 4.000 điểm cho hai lượt lăn. Và trong xuyên suốt, đang chơi bóng lên. Trong xuyên suốt, 3 phút, khi nào lăn được nhiều bóng nhất, nhưng là đang được nhiều lượng nhất, nhưng đó được nhiều điểm nhất. Và đội trưởng sẽ là người quyết định thành bại và chiến thắng thua của team mình trong trận này. 2.000 điểm cho đội lượt. Ba đội trưởng đi. Người bố người lại, người bố người lại, người lại. Người lại báo lại bằng một con thôi. Lùi thì nữa sẽ chưa bằng, vẫn chưa bằng. Ba đội trưởng đi. Trạm game cuối cùng trong buổi trận ngày nay. Trạm game bảo vệ thành quả với mỗi một lượt lăn được trở sang nơi và lăn về là 4.000 điểm. 3, 2, 1, bắt đầu. Anh có cố đây, tôi có cố đây. Nặng lên người đó đặt. Chơi lên nhạc 200 điểm vì đạt có bóng của đội nha. Đội mẹ bị trừ 400 điểm. Đúng rồi, rồi mẹ rồi mẹ đây trở lại dạng đi tốt đấy, đấy này chỉ thế đây. Đây tôi để được chuyển xe trước. Đúng rồi, rồi ăn lắm đấy. Ăn chậm lắm là đặt ra bây giờ nặng. Không được phát để được chuyển xe. em chẳng rơi đi chứa em điểm. Nâng lên trở lên. Đội bố cố lên, đội bố cố lên. Hai ta có đội cố lên, cố lên. 2.000 điểm đội bố lăn lại đi kia đây. Đội bố lăn được lại đây. 2.000 điểm cố lên, tiếp tục đi. 3 phút, 3 phút. Ba đội trưởng đưa bóng về phần xúc tốt cho đội chức, hỗ trợ cho đội chức. Rồi xin mời ba team chúng ta tập trung lại với nhau và ngồi thành hai hàng giúp em. Ngồi thành hai hàng giúp em. Ngồi thành hai hàng, bây giờ chúng ta không chia đội đâu ạ, ngồi chung lại với nhau đi. Có nghĩa là tất cả chia đội, chúng ta có thể một tí được không ạ? Em muốn nói lại một điều ấy, tất nhiên chúng ta làm một việc và tất nhiên chúng ta làm tất cả mọi việc còn lại. Và cái gì chúng ta làm, chúng ta tổng chức ra để làm gì? Thứ nhất, đây là một trong những chương trình ban đầu của chương trình chuyên tập toàn thể cán bộ của đơn vị. Thứ hai, chương trình chương trình này để cho tất cả cán bộ của đơn vị chúng ta gắn kết lại với nhau, xây dựng chương trình đồng đội và nâng cao chương trình đồng đội một cách cao nhất, làm việc một cách hiệu quả nhất. Chúng ta chương trình này của ban giám đốc